Ngày 8 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức phiên họp giải trình. Dự phiên họp có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan. Tại phiên họp, hai ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã nêu lên 4 nội dung cần được Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn giải trình. Trong đó có 3 nội dung giải trình trực tiếp gồm thực hiện việc xây dựng trường mầm non Trung Lương đáp ứng nguyện vọng của cử tri, giải quyết thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, việc dừng đỗ xe không đúng nơi quy định ở khu vực ngã ba Quán Vuông, nội dung chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất xã Phú Tiến và các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi có quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2030. Có một nội dung giải trình gián tiếp, đó là việc giải quyết chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ công chức viên chức thư viện trường học theo kiến nghị của cử tri. Tại phiên họp, mỗi nội dung cần được giải trình đều được Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn giải trình và làm rõ thẩm quyền quy định, hướng giải quyết theo từng nội dung cụ thể.